Rogan, Alamos, Laura, Yuri, Donna E, Alamos, Rogan, Alamos, Laura, Yuri, Alamos, Yuri, Alamos. Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết ở xe đấu thứ tư. Bên phía đội bạn có Minwan, Kata, Greg và AC. Có Minwan và AC là khét kèn kẹt rồi. Còn Kata và Greg thì vào tay của Chán Đời và Bobby Hướng Bình. Như vậy là bên phía đội bạn là hai cung, hai siêu cung được cầm cung tuyển, còn hai siêu chém được cầm những chém cùi. Và đây là game thủ màu 6, Chip Boy cầm Minwan, G vơ sạc, Babylon bài xấu, Ajinomoto đến từ game thủ No 1, Tù Vãi Chảy, Chim Sẻ đi. Ở đây Chim Sẻ cầm Roman. Trận thi đấu này thì tôi nghĩ rằng No 1 sẽ là người chủ lực. Minwan sẽ là một bài đánh thòng thôi. Minwan bài này thì tôi nghĩ là khó mà có thể đánh cung khi chưa có rừng. Và có lẽ sẽ là một bài đánh thòng. Có nghĩa là No 1 sẽ là người bơm đồ để cho Minwan đi dâng A vào nhà AC hoặc là nhà Minwan còn lại, hoặc là thủ nhà cho cái thủ No 1 để cho No 1 có thể nhảy 4 một cách yên ổn. Có lẽ là như vậy. Và đến màn hình máy thì thủ Chim Sẻ nắng. Một bài cầm Roman, một loại quân sở trường như Chim. Hiếu 7. Quả phụ đâu? Một bài GV ở đầu cánh bên kia là GV đang có một nền đất xấu. Vâng, vừa nói cái có quả phụ luôn dành cho Chim Sẻ nắng. Vâng, dò Mon Men ở chỗ này thấy một đôi voi đập thẳng mặt. Và như vậy là nông dân đi về luôn. Và như vậy thì đúng là một con voi đang đập vào mặt nhà Chim Sẻ rồi. Đập vào mồm Chim Sẻ. Chim Sẻ dỗi và bỏ con nông dân này về luôn. Ôi trời ơi. Vâng, đề về hôm nay các bạn cứ phang con lô 87 và 88 thôi thôi. Tổng đài Game TV. Vâng, 87 và 88. Đánh hẳn con Xiên 2. Làm 50.000 thôi. Vâng, làm 50.000 có được 5 củ. Vâng, nếu được 5 củ thì các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại của tôi. À nhầm, 50.000 được 500, 1 x 10 thôi. Tôi nhầm 1 thành 1 x 100. Thôi, muốn được 5 củ thì các bạn đánh hẳn 5 lít đi. Cứ 8788 làm con xiên đôi vậy. Mát máy. Hoặc nếu không thì làm mỗi con 10 vạch lô. Êm xịt luôn. Một bài nhiều voi đến từ Chim mà Chim đang phân vân không biết ăn kiểu gì cho đúng phong thủy. Và như vậy anh câu hai con voi ở hướng bắc trước, còn hai con voi hướng nam thì tí câu sau. Chắc là hướng bắc hợp với mệnh của Chim Sẻ nắng hơn. Đến với màn hình máy Babylon của game thủ GV. Cầm Babylon, một bài mà nhìn cái nền đất tôi chỉ muốn đập màn hình rồi. Tù Vãi Chảy đã xấu rồi còn nhiều dốc. Giống cái kiểu dáng đã xấu mặt còn lắm mụn. Tù Vãi Chảy, đây là No 1 cầm Ajinomoto. Như vậy là lô đề từ rất sớm, 87 hoặc 88 anh nhá. Thôi, chip đi. Dừng đâu chip ơi. Một bài mà chúng ta có thể thấy là nhà Chip Boy như cái sân bay. Cực thoáng và cực rộng. Vâng, nhà như cái sân bay. Khốn nạn. Thông tin gì đấy báo về màu 3 kẹp xăm. Đây rồi, đúng con 87 hay con 88 rồi. Vào đúng đề luôn. Màn hình máy Chip Boy cầm Minwan 26 dân. Hốc ở đâu? Màn hình máy của Chim thôi, quay lại với Chim Sẻ đi nắng. Một bài đánh 24 dân từ Chim Sẻ. Còn đôi nguyên đôi voi ở kia nữa.
đóng S ăn vàng và phi luôn con voi. Một bài đến 4 voi, ngựa giò đã có công giáp chưa? Bây giờ thì nâng công, chạy ngựa giò đến nhà đối phương là giáp lên xong thì tốt. Bây giờ thì cắt một dân ăn vàng ra câu voi về hay không? Vừa chạy giò vừa câu voi. Đây là điều mà chim sẻ vẫn thường xuyên làm. Vâng, nâng giáp luôn chim ơi. Nâng giáp luôn. Vâng, gặp ngay con sư tử. Lại có thêm một cái nhọt ở mông. Hơi đen cho con ngựa giò. Chim sẻ chưa thấy nhà của ai cả. Đóng L2 rồi. Đây rồi. Nhà màu 1, Min One. Min One đầu cánh đánh cung. Ôi thôi, 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 thôi. 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 Vậy em với tốc độ chóng mặt. Con ngựa giò thật sự là tôi nghĩ là hơi lãng xẹt. Tôi vừa rồi mà con ngựa giò làm ăn một cái gì đấy thì có lẽ rằng nhà cái rủ hàng mình đi sẽ là yếu đi rất nhiều. Đấy rồi, ôi trời ơi, con ngựa giò nó không làm ăn được gì, nhưng con đôi chém này nó đang vả được 6 thằng dân. Tuyệt vời lắm chim ơi. Vâng, vả được 6 con nông dân này, ăn thêm một con cung tê nữa, mát lim vẩy e đi. Vẩy đi cho nó chắc cốp. Và đấy là họ nhà Min One cơ mà. Đừng đùa. Đừng đùa với Min One. Và đó là Hoàng Mai Nhi, một trong những người cầm cung A Min One hay nhất Việt Nam. Màn hình máy em thủ nâu một xem nào. Chém rồi, chém rồi, chém rồi. Đây đây, đây đây. Màu 3 Crack. Màu 3 Crack này. Rất nhiều nông dân ăn gỗ này. Mút đi, mút chùn chùn. Boy bướng mình. Vâng, bướng thì cũng hoảng. Vâng, bướng với bố. Hơi láo. Đây là màn hình máy ở game thủ GV. Gì đấy? À 18, tôi tưởng 10. Tụt huyết áp. Bài này là một bài tụt huyết áp. Chúng ta có thể thấy rằng xấu. Vâng, bây giờ thì búp vàng đây. Vâng, rót tiền vào đây, đầu tư đi nhanh lên. Lãi suất để ra giờ. Ôi này, lại chưa bánh xe này, chán đời đấy. Úi dồi ôi, anh đúng là chán đời luôn. Anh không cần nâng bánh xe. Chúc mừng anh. Vâng, làm được 6 tầng nông dân nữa, mát lịm. Bây giờ thì No 1 đang chém tốt được hai nhà Grex và Kata. Còn nhà AC của ông nào đấy chưa nhìn thấy. Chip Boy. Bây giờ thì Chip Boy cần khoanh một khoanh ruộng ở quanh cái BG này. Khoanh ruộng quanh cái BG này. Có cung A bảo kê luôn để có thể chống chém. Rất tốt. Và sau đấy là khung dần về nhà chính nhà mình. Chưa cần phải tăng A vội. Bây giờ thì khoanh ruộng đi. Màn hình máy game thủ nâu 1. Đây rồi, lại tìm được khoanh ruộng nữa. Tốt lắm. Chim ơi sao. Nhà có game thủ máu 4 khá xấu. Nhưng cần đi vào nhà Min One. Nhà Min One giờ có lẽ là khó đi rồi. Màn hình máy vơ. À đâu, đây là nâu 1. Kìa, chim sẻ cần phối hợp với lại game thủ nâu 1 tân này. Xúc. Vào xoang luôn. Nâu 1 là người mở vùng. Còn chim sẻ là người mở bát. Vâng, chặn này lẻ. Và như vậy là có cả hoài bão đây rồi. Thế như vậy là lẻ rồi. Ba nhà cùng ốp vào như vậy là lẻ rồi. Lẻ thì chắc là 87. Còn chẵn thì là 88. 36, 35, 36. Úi trời ơi, vẩy này vẩy. Không vẩy. Không có tơn vẩy e trong tơn này. Màn hình máy em thủ Chip Boy. 42-68. Bây giờ thì màu 1 màu 1 chắc là đã lên cung A xong rồi. Nhưng mà liệu rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi Yamamoto có. Và như vậy thì nâu 1 đang nở rồi.
bây giờ thì y vâng, chim sẻ đâu? Chim sẻ đang 4-4. Bây giờ thì tạt luôn vào nhà 1-1. Chim sẻ đang đẩy khai. Yamamoto hồi dân đi và chuẩn bị nhảy 4. Nhà chim sẻ rất khỏe để có thể bơm đồ cho Yamamoto nhảy 4. Ô, giờ mới ba lô á. Tôi cứ tưởng hai áo từ lâu rồi cơ. Thường thôi, thế thì thường thôi. Thế này thì thường thôi. Và như vậy là cơ của bạn đi sai tuyệt vời rồi, tỷ số là 3-2. Và như vậy có lẽ chúng ta cùng chờ đợi đến trận thi đấu à. Như vậy là không có xe đấu thứ 5 rồi. Vâng, thông tin từ huấn luyện viên Zidane báo về là thôi đánh thế thôi, hôm nay cho anh em luyện tay vậy. Không đánh C5 nữa, cầm hòa được là tốt lắm rồi. Vâng, Zidane bảo nghỉ nhưng đang có quá nhiều gạch đá ném anh. Bởi vì bây giờ thì các cầu thủ của GameTV mới nóng máy. Thôi vâng, mà có lẽ là bầu đan, vâng, huấn luyện viên Zidane đã chỉ đạo là nghỉ. Thì có lẽ là chắc là không ai dám cãi ở cái 164 rồi. Vâng, ở 164 chắc không ai dám cãi Zidane rồi. Nên là thôi thì nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Vâng, bầu đan ngày hôm nay anh đeo quả đồng hồ Patek Philippe 51 tỷ. Chính vì thế mà tiếng nói nó khác hẳn. Và có lẽ rằng buổi thủ thuật trực tiếp của GameTV.vn cũng xin tạm dừng tại đây. Tất cả... Vâng... tỷ số chung cuộc là 2-2 về C. Và hình như 2 C đầu là 3-0 chia đều cho hai bên. Còn 2 C sau, còn C3 là Hà Nội thắng 3-2, C4 là GameTV thắng 3-2.